Hôm nay đồng hồ vang vọng xin gửi đến các bác một chiếc đồng hồ đến từ Pháp, một thương hiệu rất là cổ và nổi tiếng, đó là thương hiệu Mat. Phía trước mắt các bác là một chiếc đồng hồ có vỏ thùng bè rất là đẹp ở đây, chạm trổ hoa văn nổi, bông đỏ mạch đều ở hai bên, vỏ thùng nổi vân rất là đẹp, thiết kế rất là sang trọng. Mặt đồng hồ là mặt bát giác nằm với cái tấm nền màu ngà ngà, số còn rất là rõ ràng, và đây là một trong những chiếc mặt siêu đẹp luôn. Đây logo, đây tôi thấy bộ Webminster thể hiện bản nhạc mà chiếc đồng hồ này có thể chơi được. Phía dưới là kính trang trí cách điệu với các cái đường nét đào đẹp như thế này, quả lắc bên trong còn sáng bóng nhá. Nhìn hai phần xung quanh đi, vách thùng rất là đẹp, bên trên cũng vậy, bên hông này cũng như thế thôi, rất là đẹp ạ. Nhìn thêm cái phần mặt này một chút nữa, đây viền nhôm rất là sáng, số này không tì vết. Đây là cái phần băng dính có thể lau được, đây lau đi này. Đó, kim còn rất là mới, máy chạy rất là khỏe nhá. Đây là cái cây lên cót này, đây 8 côn và 8 búa nhé, chơi bản Westminster sau mỗi 15 phút. Đây ta có cái chữ sản xuất tại Pháp này, đây ta còn có cả giấy tờ mua bán ở đây. Đây là cái phần gông, các cái gông lại khi mà chúng ta di chuyển đi, còn rất là đầy đủ. Em xin tiến hành test chuông này. Mọi thứ trên chiếc đồng hồ này còn rất là hoàn hảo và đẹp. Chuông rất là đanh thép, côn khá là dài, dài ngang tầm quả lắc, côn to nhé. Máy này là máy bao ấy. Đây, chỉ tiến hành soi đèn pin được, còn rất là vàng. Đây, mọi chi tiết còn hoàn hảo nhé. Ổ cót này, vách máy này, bánh răng, côn búa rất là đẹp, chạy khỏe lắm ạ. Rồi, ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video này, xin chào và hẹn gặp lại.